việc em tìm đến DK đó là em được nghe qua rất nhiều những đồng nghiệp của đài của em, cùng với đó là bạn bè cũng đã làm đây rồi, và em thấy là ok và em đã đến thử, và thực chất là cũng bây giờ em chắc chắn là em cũng sẽ giới thiệu với rất nhiều người bạn của em nữa, vì công sản phẩm thật trên mặt đúng đấy, thứ nhất là mọi người có thể nhìn thấy thật, chứ không mình không hề cái việc này là không phải quảng cáo, mà là rõ ràng ở trên mặt mình đẹp hay không mọi người đã nhìn thấy luôn rồi. Các chị nói là trong khoảng tầm năm này sẽ bông, nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà vừa làm xong em đã cảm thấy là em ưng ý rồi đấy, thì em muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên cũng như là tất cả các anh chị trong team của DK, mọi người đã giúp đỡ em rất là nhiệt tình, tư vấn đúng những cái gì mà em mong muốn và đã khiến cho em có một cái diện mạo rất là hài lòng. Về cơ bản thì anh không có một cái vấn đề gì về cái việc là không có một cái phản hồi gì liên quan vấn đề là đau nhức hay là cái gì cả. Vâng. Mình kiểu như kiểu nhẹ như lông hồng, mọi người nó không có cái gì để mình phải nghĩ đến ấy. Vâng.